Thưa quý vị, ngày của mẹ, Mother's Day, được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm, được xem là ngày lễ phổ biến tại hơn 46 quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ hội cho mọi người cùng hướng về và thể hiện lòng biết ơn với những công lao to lớn của người mẹ. Không gì có thể tả nổi tình cảm thiêng liêng của đấng sinh thành dành cho con cái. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người mẹ đặc biệt đã dành những yêu thương riêng để nuôi nấng, bảo bọc những đứa con thơ dù không chung dòng máu. Phóng sự được thực hiện nhân ngày của mẹ 8 tháng 5. Với ý nghĩa nhân văn cao cả, chương trình Mẹ Đỡ Đầu là một trong những phong trào ý nghĩa do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng triển khai đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn thể các cấp hội viên phụ nữ. Mẹ Đỡ Đầu không chỉ dừng lại ở sự quan tâm, giúp đỡ về vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần từng bước xóa đi những vết hằn trong tâm lý của trẻ khi không còn cha mẹ kề bên. Địa bàn của Hòa Ninh thì có 19 trẻ mồ côi, cho nên mong muốn trong thời gian tới hội cũng sẽ có trách nhiệm để kêu gọi vận động để hỗ trợ, để tạo điều kiện cho các em giống như ca trang lứa của các bạn. Cuộc sống vốn dĩ muôn màu, nhưng với trẻ em mồ côi vẫn còn muôn trùng những khó khăn, thử thách. Song tình người vẫn nồng hậu, ấm áp được thắp lên, lấp vào sự trống vắng ở những nơi mới đây thôi, khi các em vẫn còn đủ đầy cha mẹ. Khi mà có cái chủ trương và cũng như cái phong trào từ Trung ương Hội, Chi hội 9 chúng tôi luôn luôn đồng hành, chia sẻ yêu thương, Mẹ Đỡ Đầu đứng nhận cái trách nhiệm giúp đỡ bớt gánh nặng, ổn định cuộc sống. Lớn lên nhờ gánh ve chai của nội, em Phạm Phú Tâm Khai, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Liên Chiểu, có phần chững chạc hơn so với những bạn cùng trang lứa. Vì giờ đây, đối với bà, em và chị gái là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Đây chỉ là một trong số rất rất nhiều trường hợp cần sự hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Còn sống là còn sẻ chia. Các cấp hội phụ nữ quận Liên Chiểu đã cùng nhau làm mẹ cho các em nhỏ mồ côi, để các em thực sự cảm nhận được tình cảm thiêng liêng này. Vừa qua thì quận hội cũng đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ áo quần, sách vở cho được tiếp tục đến trường. Trong cái thời gian sắp đến này thì quận hội cũng đã vận động các mạnh thường quân nhận đỡ đầu về cái thời gian lâu dài, kinh phí hỗ trợ tối thiểu 6 triệu đồng trên một năm. Những người phụ nữ này không chỉ chọn nghề làm mẹ như một sứ mệnh, đó còn là sự cam tâm tình nguyện suốt đời. Dù không sinh thành, nhưng công lao dưỡng dục cũng ngang bằng trời bể. Cổ tích chẳng ở đâu xa khi những người phụ nữ ấy đang cùng nhau nhân lên những hơi ấm, giúp những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống này có thể phần nào cảm nhận được tình yêu của người mẹ, tự tin vững bước tương lai. Cả cuộc đời mẹ một nắng hai sương, lặng lẽ bước trên đường dù mưa gió. Bởi thương con, mẹ lần mò vượt khó, dù gian truân vàng võ chẳng nao lòng.